Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhấn like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 0.28 tóc cần Meta 1 các bạn, khoảng 34 đô chiếc này các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click cho phần link mô tả dưới video mới đăng start chatbot các bạn. Một tóc cần Meta bằng 121 đô, rất là kinh khủng luôn các bạn. 36 cũng 33 bằng 39 mà được share đi tiếp các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn register account website của nó nè các bạn. Rồi thì đăng ký tài khoản các bạn ghi họ, nhật tên, email, số điện thoại thì cộng 84 đầu các bạn. Thì mật khẩu đã tạo thì bạn copy mật khẩu đã tạo này rồi các bạn nhấp vào tôi cũng phải lên cái máy nè các bạn. Rồi các bạn bấm tiếp tục nè. Rồi bạn lưu nha các bạn. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản hết nè. Các bạn nhớ lưu cái mật khẩu lên nha các bạn. Rồi bạn tạo tài khoản nè. Rồi sau khi các bạn chấp nhận điều khoản hết thì bạn sẽ đăng sẽ thấy được tài khoản của mình nè các bạn. Các bạn nhớ lưu cái mật khẩu đã tạo về để sau này các bạn đăng nhập các bạn. Rồi các bạn chơi con bot nè. Sau đó các bạn nhiệm vụ đầu tiên các bạn up with book. Các bạn nhấp vào mục thứ hai, dòng thứ hai nha các bạn. Đi sâu sai. Rồi các bạn xôn xào kênh Telegram của nó các bạn. Rồi bạn bắt đập lên nè. Tiếp tục các bạn like. Download Popper nội. Mấy kiểu like dự án của nó nè. Like chỗ nào được ta. Thôi bắt đắp luôn đi các bạn. Rồi like with firm nè. Rồi thì ta coi thì đáp án ở đây phần link mô tả cho video cho các bạn nha các bạn. Các bạn chỉ việc nhập địa chỉ email của bạn đã đăng ký vào nè các bạn. Rồi tên em của tất cả các bạn nè các bạn. Quỳnh gạch anh tên quan của đáp án. Dòng đầu tiên là 1 triệu billion nè các bạn. Câu thứ hai là 500 transfer for send code nè, 500.000 transfer for send code nè. Câu số 3 là chi hay flat đây. Câu số 3 là chi, câu số 4 là flat nè. Flat nè. Câu số 5 là app để book nè các bạn. Câu số 6 là send chai led nè. Trên chai. Câu số 7 là adapt debug nữa. Câu số 8 là chi nữa. Câu số 9 là adapt debug. Câu số 10 là 9x nữa. Adapt debug nữa. Câu số 10 là 9x nữa. Rồi bạn muốn gửi nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Rồi tiếp tục các bạn join kênh group kênh seller nha các bạn. Join kênh group nè. Các bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn join tiếp kênh seller nè. Rồi tiếp tục follow Twitter và retweet nè. Trên Twitter này các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn like nè, các bạn retweet lên nè các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Follow Facebook nè. Trên Facebook thì bạn bấm thích nghe mà. Rồi xuống đây các bạn like cái đi. Không có. Xuống đây like nè. Like cái nữa nè. Các bạn chia sẻ công khai luôn nè. Rồi bạn bấm đắp lên nè. Tiếp tục follow minimum nè. Hy vọng minimum follow được rồi. Được được. Ok rồi. Ờ được rồi. Để mất công phát IP các bạn. Phát IP tốn thời gian thêm cho mình. Trên minimum thì các bạn follow nữa các bạn. Các bạn lướt xuống các bạn vô tay nó 2-3 cái luôn đi các bạn. Để biết mình có theo dõi nha các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục follow Reddit nè.
trên cái đít bấm vào John Community nè, like nó cái luôn, tiếp tục subscribe kênh YouTube nữa nè. Rồi bạn đăng ký xong thử bắt up lên nè, follow từ Twitter, like và từ Twitter nè. Rồi các bạn like nè, các bạn chấp nhận cho từ Twitter với username nó đi các bạn. Bạn ghi ra không ai drop nha bạn, ai drop net. Rồi các bạn từ Twitter lên các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục cho anh tiếp kênh seller nữa nè. Rồi các bạn bấm vào submit đi tên nè các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn đã khai báo trên form nè các bạn, để trên website, đăng ký trên website luôn. Sau đó các bạn điền là username tại Twitter các bạn đã follow dán nè các bạn. Tiếp tục submit profile link Facebook thì các bạn nhấp vào Facebook nữa các bạn. Trên Facebook thì nhấp vào mũi tên nè các bạn, nhấp vào avatar của mình nè, nhấp vào ba cái anh khùng nè. Rồi bạn sẽ chép liên kết nè, rồi bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục submit link profile minimum nè, thì bạn nhấp vào minimum các bạn, không có gì khó hết. Trên minimum thì bạn nhấp vào ảnh bức ảnh đen đen nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ảnh avatar mình, nhấp vào ảnh avatar mình cái nữa nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba cạnh cùng này. Rồi các bạn sao chép đường link minimum mình nữa, trò này khá là ngon đó các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nè. Rồi tiếp tục bạn submit link profile Getit nè, thì bạn nhấp vào Getit lại nè. Trên Getit thì bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè, nhấp vào ảnh avatar của mình nè, nhấp vào ba cạnh cùng nè. Các bạn sao chép link Getit mình nha bạn. Rồi bạn gọi lên chatbot nè. Rồi có show này góp subscribe kênh YouTube bấm share nha bạn. Sau đó gỡ đường link profile YouTube của mình. Trên YouTube mình các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nè, nhấp vào kênh của bạn nè, nhấp vào ba cạnh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sao chép liên kết nha bạn. Rồi các bạn gọi lên chatbot nè. Submit link video chia sẻ từ Twitter, nãy quên chia sẻ video lên từ Twitter nữa. Rồi các bạn trở về các bạn nhấp vào cái link video đó nè. Rồi các bạn nhấp vào video nè, các bạn nhấp vào cái hình ảnh này nè. Rồi các bạn like nè bạn, các bạn chia sẻ cái bài của nó nè. Rồi các bạn tự tweet lên nè, bạn đăng test nha bạn. Sau đó thì bạn mở tờ Twitter của tất cả bạn ra nè. Rồi bạn nhấp vào ảnh avatar của mình, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn chia sẻ cái bài của mình nó tự tweet nè, sao chép liên kết nè. Đây là support nè. Submit. Rồi nó hỏi có like và từ quýt bot chat không, bấm chat nha bạn, bấm chat luôn nha bạn. Support. Rồi bạn bấm vào khơm lách để drop nè. Rồi bạn bấm mi balance để chat số cần mình kiếm được nè các bạn. Ok, mình đã nhận được 0.028 tóc cần meta 1 nè. Và gì lên ghép chia sẻ trong bè và người thân để kiếm tóc cần nha bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha. Tôi cần sau này không có website nha các bạn. Vậy